sám hối. Video của Wisdom Today là những nghiên cứu và tóm tắt ngắn gọn mong có thể giúp được người coi nghe hiểu rõ hơn những điều thắc mắc. Hôm nay Wisdom Today xin giới thiệu video sám hối. Phần lớn tôn giáo nào cũng mang mầm giáo dục chuyển hóa sự bất thiện của con người thành hạt giống thanh thiện. Mỗi tôn giáo có một phương cách hướng dẫn khác nhau, và chung là xưng tội, ăn năn sám hối. Vậy sám hối có lợi ích gì? Sám hối có thể thay đổi những hành động bất thiện để mình trở thành tốt hơn. Vậy khi mình sám hối, ai là người xóa bỏ tội lỗi hay tha tội cho mình? Trong Phật giáo rằng không ai có quyền xét tội lỗi của mình để thưởng hay phạt. Sám hối có thể xóa bỏ nghiệp xấu và làm cho trí tuệ phát huy nhanh chóng. Sám hối giúp mình thanh lọc và tẩy trừ tất cả những gì mình phạm tội. Giáo lý Phật giáo có câu, người gieo hạt nào thì hại quả đó. Kinh cũng nói rằng, tội từ thâm sanh mà cũng nơi từ tâm diệt. Nếu tâm này không sanh thì tội cũng chẳng còn, thế mới thật là sám hối. Trên con đường tu tập kể pháp hành tôn giáo cũng như pháp hành tâm linh, sám hối là cách cơ bản giải quyết những sai phạm đã qua và ngăn ngừa tái phạm sắp tới. Sám hối là một phần của sự tu hành khi Đức Phật còn sống. Những ngày lễ sám hối được chọn vào mùa trăng tròn. Có 3 hình thức sám hối trong tăng viện: sám hối trong tăng đoàn, sám hối tâm linh siêu hình về nghiệp và quá khứ với một Đức Phật tâm linh, sám hối trong thiền định về những chấp trước. Trong mùa sám hối, Đức Phật khuyên cư sĩ giữ 8 giới và đi chùa cũng dường chư tăng và nghe pháp. Trong kinh Hoa Nghiêm chương 40, Bồ Tát Phổ Hiền nói, khi chúng ta thành tâm sám hối về những lỗi lầm của mình, chúng ta có thể gột rửa tham, sân, si, màng, nghi và á kiến. Trong kinh Thập Tự Nhì Chương, Đức Phật giảng rằng, nếu một người có tội mà thành tâm sám hối sửa đổi thì tội đó được tiêu trừ. Khi chúng ta lầm lỗi, chúng ta sám hối và sửa đổi. Sám hối làm cho cuộc sống hạnh phúc hơn và những hoạt động trong xã hội được bình yên hơn. Khi mình thành tâm sám hối, sẽ thấy một cảm giác bình an, giải thoát. Mặt khác, những người che đậy tội lỗi của mình sẽ bị đè nặng bởi những lo lắng và phiền não. Khi mọi người yên tâm và không phiền não, năng lượng tích cực sẽ hiện hữu và thế giới của chúng ta sẽ sống trong an vui và thái bình. Kính mời quý vị nghe một đoạn tụng kinh sám hối về khẩu nghiệp của Thượng Tọa Thích Thủy Thoát để thấy tâm của Ngài chìm đắm trong tấm lòng sám hối. Tâm như định lại,
không sân, không diệt. Đó mới thật là sám hối. Cuối đầu kinh lễ Như Lai, con xin sám hối nghiệp trái biển mồm an miệng bốn thứ bao gồm lời nói thô ác con trộm dệt theo tấn công nói lưỡi hại chiều nói lời chẳng thân đặt điều dối gian hay lời kinh giáo huấn rõ ràng đó là những địa ngục đàn đoá xa cùng loài ngạ quỷ ác ma chịu nhiều thống thiết tạo ra ngục hình nếu sanh vào cõi súc sinh làm loài qua khu phát thân rỡ người nếu sanh trở lại cõi người miệng mồm hôi thôi nói lời điêu hoa trong thân quyến bất hòa hay tranh hay cãi người xa lánh dần miệng gây nghiệp ác vô đần bảo ngàn lần ăn năn cúi đầu kinh lại Thế Tôn